Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dựng một cái xe cứu thương nhé. Trước tiên mình sẽ có một cái cục scooper này. Mình sẽ sử dụng công cụ scale, viết tắt là SC. Và mình sẽ ấn SC và Y để scale nó dài ra theo trục Y. Và mình ấn SC và X scale nó to ra theo trục X. Tiếp đến thì mình sẽ ấn Tab để vào Edit Mode. Mình sẽ sử dụng Ctrl R là phím tắt của công cụ lúc cắt. Công cụ lúc cắt ở đây và mình sẽ cắt một đường ở giữa. Mình sẽ bật vào đây, mình bật X-ray và mình sẽ chọn một lửa ở đây. Và mình ấn XC và chọn Vertices để xóa đi một lửa. Tiếp đến thì mình sẽ vào Modify, mình sẽ chọn Mirror để tạo đối xứng cho nó, một nửa đối xứng qua trục X như này. Đó, mình sẽ ấn tắt X-ray đi và mình sẽ ấn vào đây để quay về chọn mặt. Mình sẽ chọn mặt này và ấn C và Z để đẩy hạ thấp nó xuống như thế này. Và tiếp đến mình ấn Tab để thoát khỏi Edit Mode, ấn Ctrl cộng A chọn Scale này. Và mình ấn Shift cộng với cái D để nhân bản nó ra và ấn C và Z để kéo lên. Mình sẽ vào đây và mình bật cái Vertex này lên và mình sẽ ấn C và Z và tiếp giữ phím Ctrl và mình lắp nó vào cái điểm này và mình sẽ được một cái cục nhân bản này, nó nằm trên cái cục ban đầu. Và mình ấn Tab để vào Edit Mode, mình sẽ chọn cái mặt này và mình ấn G và Y và kéo ngắn lại. G và Y. Tab thoát khỏi Edit Mode, mình ấn Shift cộng D để nhân bản nó ra tiếp và mình ấn G và Y. G và Y cộng với giữ Ctrl, mình sẽ nắp nó vào cái điểm này. Và mình ấn Tab để vào Edit Mode, mình sẽ chọn cái mặt này và mình ấn G và Y kéo nó dài ra và ấn giữ Ctrl để lắp vào cái điểm này. Tiếp đến thì mình sẽ chọn cái mặt này và mình ấn G và Z để kéo nó cao lên và ấn Tab để thoát khỏi Edit Mode. Mình sẽ chọn cái khối này và mình ấn Tab để vào Edit Mode, mình ấn chọn mặt trên và ấn G và Z để kéo lên này. Và mình ấn Ctrl R tạo hai đường cắt ở đây và mình ấn S cộng Z để thu nhỏ lại như thế này. Và mình ấn Ctrl R tạo một cái đường cắt ở đây, đẩy lên một chút. Và mình chọn cái cạnh, chọn quay về chọn mặt và mình chọn mặt này. Và mình ấn E để E chút vào lên. Và mình ấn vào đây quay về chọn cạnh, mình chọn cạnh này. Và ấn G và Y để kéo lại như này. G và Y để kéo lại chỗ này. Đó, mình sẽ ấn Tab để thoát khỏi Edit Mode. Mình sẽ chọn cái này và mình ấn Tab để vào Edit Mode. Mình sẽ chọn cái mặt này, ấn vào đây để quay về chọn mặt này và ấn G và Y để kéo nốt. Tab để thoát khỏi Edit Mode, mình chọn cục này và ấn Tab để vào Edit Mode. Mình sẽ chọn cái mặt này, bật X-ray lên, mình sẽ chọn cái mặt đằng sau này, tắt X-ray đi và mình ấn G và Y, nhấn giữ Ctrl để lắp nó vào đây. Đó, mình sẽ được như thế này. Và mình sẽ
Ấn tab để các ở edit mode, chọn cục của đằng trước và cục này. Đằng sau mình sẽ ấn tab để vào edit mode. Mình sẽ ấn Ctrl R để tạo hai cái đường cắt ở đây. G và Z để đẩy nó xuống, S và Z này. G và Z này. Và mình nắp vào đây. Chọn cái cạnh này và mình ấn giữ an cộng với chọn cạnh này thì nó chọn vòng quanh cho mình như này. Và mình ấn G và Z và kéo nó xuống, lắp vào cái đường này. Mình sẽ có hai cái đường nó thẳng so với đằng trước này. Và tiếp đến mình ấn Ctrl R, mình tạo hai đường cắt ở đây nữa. Ấn G cộng với cả Z, giữ phím Ctrl nắp ra vào điểm này. Và mình sẽ chọn cái cạnh này và giữ an chọn cạnh này. Và mình ấn G và Z để đẩy nó lên, lắp nó vào đây. Mình sẽ được như thế này. Chọn cái cạnh này và mình sẽ ấn G và Z để hạ thấp nó xuống. Đây là cái đầu xe, mình sẽ cho nó thấp xuống. Và mình sẽ ấn Ctrl B để bevel nó. Cái này mình cũng ấn Ctrl B để bevel. Cái này và cái này mình cũng ấn Ctrl B để bevel. Mình sẽ chọn vào đây để quay về chọn mặt. Mình sẽ chọn mặt này và ấn Y để insert nó này. Ấn E để E chút vào chọn cái mặt này. Và mình ấn Y để insert này, E để E chút này. Mình chọn mặt này, Ctrl R, mình tạo đường cắt ở đây. Mình tiếp đến mình chọn hai cái mặt này này và mình ấn Y ngắn này để insert nó vào. Sau đó mình ấn E để E chút nó vào như này. Đó. Mình sẽ quay về chọn mặt và mình chọn cái chỗ này và cái mặt này và mình ấn X, chọn Face để xóa đi. Mình chọn cái mặt này nữa và mình ấn X và chọn Face để xóa đi này. Và mình ấn vào đây thì quay về chọn cạnh này, mình sẽ chọn cạnh này và ấn An để chọn cạnh này. Và mình sẽ ấn bật clipping lên và mình ấn G và X để kéo lại về với nhau. Mình sẽ được như thế này. Và mình sẽ chọn cái ấn vào đây để quay về chọn mặt, chọn cái này. Và ấn Shift D nhân bản nó lên và ấn S để scale nhỏ lại như này. Và mình ấn Ctrl R, mình tạo được cắt ở đây. Mình quay về chọn mặt này, chọn mặt này. Này, mặt này và mặt này. Mình ấn E để E chút nó lên như này. Đó, mình ấn Tab để thoát khỏi Edit Mode. Mình sẽ chọn cục dưới này và mình ấn Tab để vào Edit Mode. Mình sẽ chọn này và ấn Shift D nhân bản nó lên. Và mình chuột phải chọn Separate, chọn Selection để tách ra. Ấn Tab để thoát khỏi Edit Mode. Chọn cái mặt mình vừa nhân bản ra. Mình sẽ tắt cái mirror đi.
mà mình sẽ ấn SZ và X để scale nhỏ lại, SZ để scale lại, và mình sẽ ấn G và X đồng thời giữ Ctrl để lapse nó vào. G và Z, Z để kéo nó thấp xuống. Ấn Shift D để nhân bản nó ra và ấn G Z để kéo lên đây, đặt nó vào đây. Mình sẽ chọn hai cái này, chọn cái này và giữ Shift, chọn cái mặt này và giữ Shift chọn mặt này. Ấn Tab để vào Edit Mode. Mình sẽ chọn mặt này, chọn mặt này, ấn E để E chút nó lên đã, và ấn Ctrl L để chọn tất cả, và ấn Ctrl V để bevel nó. Tab để tắt khỏi Edit Mode mình sẽ được như này. Tiếp đến thì mình sẽ đặt cái lệnh mirror cho cái hai cái đèn ở đằng trước này. Mình sẽ chọn nó và mình sẽ chuột phải này, mình chọn set origin và chọn origin to 3D cursor này, và mình sẽ vào modify, mình sẽ đặt cái lệnh mirror và mirror theo trục x này. Cái này mình cũng làm tương tự như thế, mình sẽ vào, mình sẽ chuột phải này, chọn set origin, chọn origin to 3D cursor này, xong mình sẽ vào modify, mình sẽ chọn mirror và sẽ mirror qua trục x như này. Tiếp đến thì mình sẽ chọn cái khối này và mình ấn Tab để vào Edit Mode. Mình sẽ ấn vào đây, mình quay về chọn cạnh và mình sẽ chọn những cái giữ Shift để chọn những cái cạnh này. Và mình ấn Ctrl X để xóa đi. Và mình sẽ ấn vào đây, quay về chọn mặt, mình chọn mặt này. Và mình ấn Y để insert nó vào. Tắt cái individual đi và mình ấn E để E chút nó vào này. Mình sẽ chọn cái mặt ở giữa này và mình ấn X và chọn face để xóa đi như này. Đó, và mình xem mình sẽ ấn Shift A và mình sẽ tạo một cái cục cylinder ở đây. Và mình sẽ ấn G và Z để kéo lên, SC để scale nhỏ lại, và G và Y để kéo lên đây và đặt nó vào. G và Z đây, G và Y di chuyển nó vào đây. Mình sẽ ấn G và Z thấp nó vào một chút và ấn Tab để vào Edit Mode. Mình sẽ bật X-ray lên và bật cái điểm lên. Mình sẽ chọn cái điểm ở trên này, những cái điểm ở trên, và mình ấn Ctrl B và mình bevel nó. Mình tạo một cái cái đèn báo động. S và Z scale nó cao lên một chút như thế này, tiếp đến thì mình sẽ ấn Shift cộng với A và mình sẽ tạo một cái chữ ở đây. Mình ấn G và X kéo nó ra đây và ấn R và X để xoay nó 90 độ. R và Z để xoay nó 90 độ. Tab để vào Edit Mode.
mình sẽ gõ chữ ở đây là ambulance. Ấn G và X sẽ đẩy nó vào đây. G và X mình sẽ lát vào đây. Mình vào cái chữ A này và mình sẽ vào geometry. Mình sẽ bật cái etude, kéo cái etude này. Tiếp đến thì mình sẽ tạo một cái ấn shift A và tạo một cục cuper, sẽ ấn G và Y di chuyển nó ra đây. Mình ấn S kéo nhỏ này. S và Y để scale nhỏ nữa. Mình sẽ tạo một đường ấn tab để vào edit mode, Ctrl R tạo một đường cắt này, kéo lên này, và Ctrl R tạo hai đường cắt này, và ấn SS kéo ra. Mình sẽ quay về chọn mặt này và chọn mặt này X và chọn vertices để xóa đi, chọn mặt này nữa và X vertices để xóa đi. Mình sẽ ấn đây để quay về chọn cạnh này. Mình sẽ chọn cạnh này và giữ shift chọn cạnh này, ấn F Ctrl Z giữ shift để chọn cạnh này nữa và ấn F để nấp đầy nó. Shift F lấp đầy. Chọn cạnh này. Mình chọn cạnh này và mình chọn cạnh này và mình ấn F để lấp đầy nó như này. Và mình sẽ chọn cái cạnh này và giữ shift để chọn cạnh dưới này, ấn Ctrl V để bevel. Chọn cạnh này và mình giữ shift để chọn cạnh này và ấn Ctrl B để bend. Chọn cạnh này và chọn cạnh này, giữ shift để chọn cạnh này và ấn S Z để scale ra. Tab để thoát khỏi edit mode, mình sẽ được một cái tay cầm như này và mình ấn SC scale nhỏ lại. Và mình ấn G và Z để đẩy nó. G và Z giữ tab để Ctrl L để chọn tất cả. Mình sẽ ấn G và Y giữ Ctrl để lắp nó vào đây. Mình sẽ và G và X kéo luôn ra chút như thế này. G và Y và mình lắp nó vào. Tab thoát khỏi edit mode. G và Y Ctrl Z chọn cái tay nắm này và mình ấn G và Y và đẩy
chọn set origin, chọn origin to 3D cursor và mình chọn cái lệnh mirror. Đó, mình sẽ có hai cái tay mở cửa này. Tiếp đến thì mình sẽ đi tạo cái bánh xe. Mình sẽ ấn shift cộng với A và tạo cái khối cylinder. Mình sẽ ấn G và X để di chuyển nó ra đây. Mình ấn G và mình sẽ ấn R và X, R và Y để cho nó làm vuông góc 90 độ. Mình sẽ được cầm một cái cục này và mình sẽ ấn G và X để di chuyển nó vào đây. S cộng với X để scale nó nhỏ lại này. G cộng với X đây. G cộng với cả Y. Nên và G cộng set đây. Ấn vào đây trục X để nhìn theo trục X này. Bật cái lưới lên. S kéo to ra. Mình ấn shift cộng với D nhân bản nó ra và G Y kéo nó xuống đây làm hai cái bánh sau. Mình sẽ đặt cái lệnh mirror cho nó này. Mirror thì cái này và cái này mình cũng đặt vào modify để mình đặt cái mirror cho nó. Modify mirror và mình sẽ ấn vào cái bút này, chỉ vào cái này và mình sẽ mirror qua cái mình ấn tab để vào edit mode này. Mình sẽ quay về chọn mặt này, mình sẽ chọn mặt này. Mình sẽ ấn shift cộng với cả D để nhân bản lên và mình ấn S kéo nhỏ lại. Là mình bật cái x-ray lên để mình nhìn. SC và mình scale. Và ấn E để E chút nữa. Bật clipping này lên. Mình sẽ ấn XC để xóa cái mặt đấy đi. Tab để thoát khỏi edit mode và mình tắt cái X-ray đi. Mình sẽ chọn cái bánh sau và mình cũng làm như thế và mình ấn tab để vào edit mode. Mình sẽ chọn cái mặt này, shift D để nhân bản nó lên và ấn SC để scale. Bật cái x-ray lên là nhìn theo trục x này. Ấn SC. Mình sẽ ấn E để E chút nó ra. Ấn XC để xóa cái mặt ở giữa nha. Bật cái clipping này lên. Ấn tab tắt khỏi edit mode. Tiếp đến thì mình sẽ chọn cái
cái khối ở nằm ở dưới này mình sẽ đặt cho nó cái lệnh là Pauline này. Mình sẽ dùng cái bút này, mình sẽ chỉ nó vào cái bánh này. Đó, và cái này mình cũng tạo một cái Pauline nữa. Mình sẽ dùng cái bút và mình chỉ vào cái bánh xe này. Đó, và tiếp đến thì mình sẽ chọn cái đầu này và mình sẽ đặt cái lệnh Pauline này. Và mình sẽ dùng cái bút mình chỉ vào cái bánh xe này. Và mình sẽ chọn cái thùng đằng sau này và mình đặt cái lệnh Pauline này. Mình sẽ dùng cái bút và mình chỉ vào cái bánh xe. Đó, nó sẽ đục đục cái lỗ cho mình. Tiếp đến thì mình sẽ nhấn vào mũi tên này, mình chọn apply này. Và mình cũng vào đây mình sẽ chọn apply hết cái lệnh boolean. Mình sẽ apply các cái lệnh boolean này. Rồi mình chọn cái bánh xe này. Mình ấn SC và scale nhỏ lại này. Chọn bánh xe và ấn S scale lại như này. Giữ shift để chọn lại bánh xe trước và bánh xe sau. Mình sẽ ấn tab để vào edit mode này. Mình quay về đây để chọn mặt, mình sẽ chọn mặt này và ấn shift để chọn mặt này, shift để chọn mặt này và shift để chọn mặt này. Mình sẽ ấn y để insert nó vào. Insert nó vào như này. À, mình ấn bật X-ray lên, mình sẽ chọn cái mà ấn vào đây để quay về trọng điểm. Mình sẽ quét trọng điểm này và ấn cờ và X để kéo nó ra. Tiếp đến thì mình sẽ ấn Shift A này, chọn Skipper này. Mình sẽ ấn G và Y để kéo nó ra đây. Scale lại SX và edit mode, mình ấn Ctrl B để bevel. Tab được thoát khỏi edit mode, mình sẽ ấn Shift D để nhân bản lên. Cờ Z R Z để xoay một góc 180 độ, 90 độ. Sẽ được một cái dấu cộng như này và mình sẽ ấn cờ và set kéo lên. Mình sẽ di chuyển nó ra đây. Mình sẽ ấn cờ set để cho nó nằm trên cái mặt này. Set cho nó cờ và set. Scale nhỏ lại. Tiếp đến là mình sẽ đi tạo chất liệu cho cái xe này thì mình sẽ vào setting. Mình sẽ tạo chất liệu cho cái xe thì mình cứ
ấn vào cái cục material, ấn vào dấu cộng này và ấn new, tạo cho cái xe này nè. Cho cái này bánh xe thì mình sẽ tạo cái chất liệu nè, màu đen. Cái này mình sẽ giữ shift và chọn cái này và ấn Ctrl+L, chọn link material để sao chép cái chất liệu nó, và mình sẽ chọn cái bánh xe, hai cái bánh xe, và mình ấn tab để vào edit mode. Mình sẽ ấn vào đây để quay chọn mặt, mình sẽ chọn mặt này, mặt này và mặt này, và mình sẽ ấn vào dấu cộng vào new này, chọn assign này, và mình sẽ để cho cái nó là màu trắng và chất liệu là nylon. Chọn cái này, giữ shift và chọn cái này, ấn dấu cộng, chọn new, chọn assign, chọn chất liệu là cái trục này, thì mình sẽ Ctrl+L, dấu cộng, chọn và new, chọn assign. Mình sẽ chọn cái chất liệu, đây là giống cái chất liệu 03 này. Cái này mình cũng ấn Ctrl+L chọn tất cả, và mình ấn dấu cộng để tạo chất liệu, ấn vào new, chọn, ấn vào assign, và ấn vào cái mũi tên ở đây, và mình chọn chất liệu là 03, là chất liệu nylon. Tiếp đến mình sẽ chọn cái thùng xe này, và mình ấn tab, tab vào edit mode, và mình sẽ chọn cái thùng xe này, mình sẽ ấn dấu cộng tạo material, cho nó chất liệu là màu trắng, màu trắng, và cái rock led trắng hơi bóng, sơn bóng. Này rock led này sẽ giảm xuống, nó sẽ có màu sơn màu trắng bóng này, và cái thùng này cũng Ctrl+L để copy chất liệu của nó, là chất liệu cũng là màu trắng bóng. Sơn trắng bóng này mình sẽ ấn tab để vào edit mode này. Mình sẽ chọn vào đây, giữ shift, mình ấn dấu cộng tạo assign, và mình sẽ chọn cho nó là cái kính của nó là màu đen này, và cái specular tăng lên này, rock led giảm xuống, cái kính màu đen này. Mình sẽ chọn mặt này, dấu cộng vào new aside, chọn cho nó cái màu kính là màu xanh, specular giảm xuống, giống nhau, và cho nó kính màu xanh nhạt.
thì mình sẽ đi chọn cái này. Mình sẽ tạo cho nó cái chất liệu ở size thì nó sẽ là màu đỏ, và cái này cũng thế, tạo cho nó cái chất liệu đỏ. Cái dấu cộng ở đây giữ xi cho Ctrl Z để nhóm lại. Dấu cộng đây mình sẽ tạo cho nó cái chất liệu là màu đỏ. Dấu cộng là màu đỏ. Và cái đèn ở đây thì mình sẽ tạo cho nó cái chất liệu là màu đỏ. Vào đây thì bật volume lên. À, mình sẽ bật cái emission. Để cho nó là màu đỏ. À. Cách của nó là cái chữ của nó, mình sẽ để cho nó cái chữ của nó là màu trắng này. Chữ màu trắng này là G và X. G, X. Mình sẽ chọn cái chữ này và ấn Shift cộng với D để nhân bản nó lên, và ấn G và Y để di chuyển nó lên trên này. Và mình sẽ ấn Shift cộng với D để nhân bản nó ra một cái nữa. Mình ấn R và Z để xoay nó một góc âm 90 độ. Mình sẽ di chuyển nó đặt vào đằng trước. Mình sẽ đặt nó vào đằng trước xe như này. Mình sẽ bật cái vertex này lên. G và Y và M. Lắp nó vào đằng trước này. Tiếp đến thì mình sẽ chọn cái dấu cộng này và mình ấn Shift cộng với cả D. Mình nhân bản ra và mình ấn G và Z di chuyển lên. R và Y để xoay một góc 90 độ, âm 90 độ cho nó vuông góc, và mình di chuyển nó G và ấn G và Z để di chuyển G và mình sẽ đặt nó ở đây. Và tiếp đến thì
Mình sẽ đi tạo chất liệu cho cái đèn ở đằng trước này. Mình sẽ chọn cái đèn này và mình sẽ ấn vào material cộng blue này. Và chất liệu mình bật cái bloom này lên này. Bật bloom lên này. Và mình sẽ để cho nó cái vào emission trang, mình bật cái emission trang lên, mình để cho nó cái màu nó hơi vàng nhạt, và tăng cái emission trang lên và mình sẽ chọn cái dưới này, mình ấn shift cộng với D, mình nhân bản lên và mình sẽ làm cho nó một cái đèn ở đằng sau, mình sẽ di chuyển nó ra đằng sau. Và mình sẽ ấn S, Z và kéo nó store ra như thế này. C, Z đẩy lên trên. C, mình sẽ tạo cái chất liệu cho nó, ấn vào dấu cộng New này. Tạo cho nó cái chất liệu, cho nó là màu, bật cái emission trang lên là màu đỏ đi, đèn ở đằng sau màu đỏ, tăng cái emission cho nó là màu đỏ này. Và cái đèn này thì mình sẽ nhấn vào đây và mình giữ shift và chọn cái đèn này, mình sẽ ấn Ctrl L và chọn link material để nó copy. Vậy là mình đã dựng xong một cái xe cứu thương như thế này. Đây là cái xe cứu thương.